Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh cho nhóm tàu sân bay Dwight D. Eisenhower đến khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy Trung tâm CENTCOM, thay vì hủy quân cùng nhóm tàu sân bay Gerald R. Ford ở Đông Địa Trung Hải như kế hoạch ban đầu. Đông Địa Trung Hải thuộc khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ, trong khi khu vực Biển Đỏ, Vịnh Aden, Biển Bắc Ả Rập và Vịnh Ba Tư do CENTCOM phụ trách. Theo trang America Insider, thay đổi này diễn ra sau các sự cố gần đây liên quan lực lượng Mỹ tại Syria và Iraq, cũng như vụ tàu chiến Mỹ bắn hạ tên lửa phóng từ Yemen. Theo trang tin Usni News, nhóm tác chiến Dwight D. Eisenhower gồm tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, hai tàu khu trục USS Gravely và USS Mason và tàu tuần dương USS Philip C. Nhóm tác chiến được triển khai từ hôm 14 tháng 10 và hiện ở phía tây của Đại Tây Dương. Nhóm tàu dự kiến sẽ di chuyển qua Địa Trung Hải, sau đó đi qua kênh đảo Suez để sang Biển Đỏ thay vì vòng xuống phía nam châu Phi. Việc triển khai này cũng là lần đầu tiên một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện diện tại khu vực của CENTCOM từ năm 2021 khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Hiện tại, Trung Quốc có đến 6 tàu chiến tại Vịnh Ba Tư. Ngoài hai nhóm tác chiến tàu sân bay, Mỹ còn có nhóm sẵn sàng đổ bộ Bataan với chủ lực là tàu đổ bộ USS Bataan tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin còn triển khai một hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, và thêm các tổ hợp phòng không Patriot đến khắp khu vực để tăng cường bảo vệ lực lượng Mỹ. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder, số lượng các vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã tăng lên và có sự trùng hợp với việc Hamas tấn công Israel. Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại một số bên có thể leo thang xung đột tại Israel thành cuộc chiến rộng hơn tại Trung Đông hoặc lợi dụng thời cơ để tấn công lực lượng Mỹ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,